cuối năm 2019, Hikvision đã phát triển thành công Acusen, một công nghệ phân tích video thông minh có thể phát hiện và phân loại mục tiêu thành người, phương tiện hay những thứ khác, giúp loại bỏ tối đa các báo động sai. Tính năng này liên tục được cải tiến hơn trong các sản phẩm mới của Hikvision gần đây. Thông thường, khi triển khai giải pháp bảo vệ một vùng không gian nhất định, báo động có thể bị kích hoạt do lá cây rơi, bóng lăn hay sự xâm nhập của các vật nuôi nhỏ, và thậm chí là bóng của một vật chuyển động hay sự di chuyển của các luồng ánh sáng lớn. Các nhân viên an ninh ở trong phòng điều khiển và cả những gia đình sử dụng hệ thống báo động có thể phải dành nhiều giờ đồng hồ để xử lý các báo động sai như vậy, gây ra nhiều phiền phức và rất khó để có thể tập trung vào mối đe dọa thực sự. Phát triển dựa trên thuật toán Deep Learning, tính năng Acusen của Hikvision là giải pháp lọc ra toàn bộ các vật thể không quan trọng, giúp báo động chỉ kích hoạt khi có sự xâm nhập của con người hoặc phương tiện. Tính năng này giảm thiểu các báo động sai, giúp người sử dụng có thể tập trung vào các mối nguy hiểm đang xảy ra. Với tính năng Acusen mới, trung tâm điều khiển có thể kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn cho hiệu quả cao hơn.